Cập nhật ca mắc Covid-19 mới tối mùng 8 tháng 6. Nữ sinh ở Đắk Lắk được phát hiện mắc bệnh vi khuẩn ăn thịt người. Động mùa khí có thể lây lan qua không khí. Tìm thấy cụ bà đã tử vong sau hơn nửa tháng mất tích trong rừng. ô tô tông trực diện xe đầu kéo, hai người thiệt mạng. Xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin trên kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Hãy cùng chúng tôi cập nhật số ca mắc COVID-19 mới tối ngày 8 tháng 6 trước khi đến với những tin tức nóng nhất về tình hình dịch bệnh tại Việt Nam cũng như các quốc gia trên thế giới. Bản tin Bộ Y tế về tình hình chống dịch COVID-19 tại Việt Nam ngày 8 tháng 6 năm 2022. Tình hình dịch COVID-19, thông tin các ca nhiễm mới, tính từ 16 giờ ngày 7 tháng 6 đến 16 giờ ngày 8 tháng 6, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 913 ca nhiễm mới, trong đó không ca nhập cảnh và 913 ca ghi nhận trong nước, giảm 47 ca so với ngày trước đó. Tại 43 tỉnh, thành phố, có 716 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau, Hà Nội 187, Yên Bái 67, Bắc Ninh 57, Nghệ An 49, Đà Nẵng 38, Lào Cai 35, Phú Thọ 35, Vĩnh Phúc 33, Quảng Ninh 27, Quảng Bình 27, Thành phố Hồ Chí Minh 26, Bắc Cạn 24, Hà Giang 23, Thái Nguyên 23, Hải Dương 22, Tuyên Quang 21, Nam Định 19, Hưng Yên 17, Thái Bình 16, Hà Nam 14, Lạng Sơn 13, Hà Tĩnh 13, Quảng Trị 12, Sơn La 11, Ninh Bình 10, Lâm Đồng 10, Hòa Bình 9, Bình Phước 8, Thanh Hóa 8, Thừa Thiên Huế 7, Bình Dương 7, Bà Rịa Vũng Tàu 6, Lai Châu 6, Cao Bằng 6, Quảng Ngãi 6, Gia Lai 5, Tây Ninh 4, Bắc Giang 3, Điện Biên 3, Bình Định 2, Khánh Hòa 2, Bình Thuận 1 và Đồng Nai 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng giảm 42, Phú Thọ giảm 20 và Hòa Bình giảm 19. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh tăng 26, Quảng Bình tăng 11 và Hà Giang tăng 11. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 910 ca trên một ngày. Về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.727.918 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, tức bình quân cứ 1 triệu người thì có 108.333 ca nhiễm.

Về tình hình điều trị, số liệu do Sở Y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế. Số bệnh nhân khỏi bệnh. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 8.363 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 9.531.653 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 78 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 68 ca. Thở oxy dòng cao HFNC 4 ca, thở máy không xâm lấn 1 ca, thở máy xâm lấn 5 ca và ECMO 0 ca số bệnh nhân tử vong tính từ 17 giờ 30 ngày 7 tháng 6 đến 17 giờ 30 ngày 8 tháng 6 ghi nhận không ca tử vong. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.081 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số so ca tử vong xếp thứ 24 trên 227 quốc gia vùng lãnh thổ, số so ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 trên 227 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số so ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN, số so ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 trên 49 quốc gia vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới, Brazil hiện đang dẫn đầu về số ca tử vong vì Covid-19. Tính đến hiện tại, quốc gia này ghi nhận hơn 667.000 bệnh nhân Covid-19 không qua khỏi trong tổng số trên 31 triệu người nhiễm. Số liệu trên trang web thống kê Worldometers Chấm info vào sáng mùng 8 tháng 6 cho thấy hiện toàn thế giới có 507 triệu 491.130 ca nhiễm COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong số 22 triệu 577.177 ca bệnh đang điều trị. Có 22 triệu 540.616 ca ở thể nhẹ, chiếm 99,8% và 36 561 ca, chiếm 0,2% còn lại trong tình trạng nghiêm trọng dịch bệnh hiện hoành hành tại 230 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Xét theo quy mô khu vực, số liệu mới nhất cập nhật trên worldometer.info cho thấy tổng số ca nhiễm COVID-19 tại châu Âu là 197.170.586 ca, trong đó có 1.844.496 ca tử vong và 186.713.309 ca được điều trị khỏi. Đây vẫn là khu vực có tổng số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất trên thế giới.

Hiện Bắc Mỹ có 102.427.290 ca nhiễm bệnh, trong đó có 1.477.221 ca tử vong vì Covid-19. Mỹ vẫn là nước bị tác động nặng nề nhất trong khu vực với tổng số 86.706.475 ca nhiễm và 1.034.182 ca tử vong vì Covid-19. Tính đến sáng mùng 8 tháng 6, Nam Mỹ có 58.135.901 ca nhiễm COVID-19 với 1.299.984 ca tử vong. Sau nhiều ngày dẫn đầu bản thống kê, Brazil tiếp tục là nước bị tác động nặng nề nhất bởi dịch bệnh trong khu vực với 31.266.163 ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận tới thời điểm hiện tại. Tính đến sáng mùng 8 tháng 6, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại châu Phi là 12.180.731 trường hợp. Trong đó, có 255.175 ca tử vong và 11.388.041 ca bệnh phục. Hiện Nam Phi đang đứng đầu khu vực về tổng số ca nhiễm Covid-19 với 3.970.993 ca. Hiện châu Đại Dương có 8.998.130 ca nhiễm Covid-19 với 12.702 ca tử vong. Australia hiện đang có số ca nhiễm cao nhất trong khu vực với 7.475.639 ca. Tiếp theo là New Zealand với 1.206.411 ca. Mặc dù Bộ Y tế Brazil đã chấp thuận đề xuất tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ tư cho những người trên 50 tuổi nhằm tăng cường khả năng phòng ngừa sự bùng phát trở lại của dịch bệnh, tuy nhiên hiệu quả có vẻ vẫn chưa cao khi số ca tử vong tại Brazil vẫn nhiều nhất trên thế giới. Bên cạnh Covid-19, sự xuất hiện của vi khuẩn ăn thịt người đang gây không ít hoang mang cho dư luận. Mới đây, một nữ sinh ở Đắk Lắk vừa bị phát hiện nhiễm loại vi khuẩn nguy hiểm này. Theo người nhà bệnh nhân, 10 ngày trước khi nhập viện, nữ sinh khởi phát bệnh với triệu chứng sốt cao, kèm sưng, đau ở vùng mang tai hai bên. Sáng 8 tháng 6, bác sĩ Nay Phila, giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương vừa ghi nhận một trường hợp mắc bệnh Whitmore, hay thường gọi là vi khuẩn ăn thịt người, theo báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Đắk Lắc, trường hợp bệnh Whitmore là bệnh nhi NTV sinh năm 2013, trú xã Ialop, huyện Súp tỉnh Đắk Lắc. Người nhà bệnh nhân cho biết 10 ngày trước khi nhập viện, nữ sinh khởi phát bệnh với triệu chứng sốt cao, kèm sưng đau vùng mang tai hai bên. Người nhà đã đưa em đi khám tại phòng khám tư nhân, uống thuốc 3 ngày, không rõ loại nhưng không giảm. Ngày 4 tháng 6, cháu bé được đưa tới khám tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và nhập viện. Nữ sinh được nhập viện tại khoa nhi tổng hợp trong tình trạng tỉnh táo, sốt 39 độ C, tuyến mang tay hai bên sưng to, cứng chắc, không di động, há miệng hạn chế, góc hàm tê có điểm ấn mềm hóa mũ, đau nhiều. Ngoài ra, bệnh nhân còn có biểu hiện hồng đỏ nhẹ, loét đầu lưỡi, ăn uống kém, không nôn, bụng mềm, gan lách không lớn, cổ mềm. Lúc này, bệnh nhân được chẩn đoán hạ natri máu áp xe tuyến mang tai hai bên, quay bị biến chứng hoặc nhiễm trùng huyết. Đến ngày 7 tháng 6, bệnh nhân sốt cao liên tục đến 41 độ C, áp xe tuyến mang tai hai bên đã rạch, rỉ mũ máu. Cầu lỏng 5 lần một ngày. Kết quả xét nghiệm dương tính với khuẩn Vucodendra, Pseudomalia. Chẩn đoán hậu phẫu thuật áp xe tuyến mang tai hai bên, nhiễm trùng huyết do vi khuẩn Vucodendra, Pseudomalia. TD, viêm màng não, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Đắk Lắk, sau khi ghi nhận trường hợp mắc bệnh Whitmore, cơ quan này đã nhanh chóng phản hồi thông tin cho đơn vị liên quan, đồng thời tổ chức điều tra giám sát tại cộng đồng để phòng tránh bệnh lây lan. Tiến sĩ bác sĩ Đặng Thị Thúy, trưởng khoa nhi Bệnh viện nhiệt đới Trung ương Hà Nội cho biết, theo các tài liệu y khoa và điều tra dịch tễ, Whitmore không phân bổ theo mùa mà xuất hiện rải rác qua năm. Tuy nhiên, trong 3-4 năm gần đây, số ca mắc tăng từ tháng 7 đến cuối năm. Whitmore thường được gọi là bệnh vi khuẩn ăn thịt người do vi khuẩn Buconderia pseudomallei gây ra. Đây là căn bệnh truyền nhiễm rất khó phát hiện do dễ nhầm lẫn với các bệnh khác, thông thường được điều trị kịp thời. Ngay cả khi được chẩn đoán đúng bệnh, việc điều trị cũng vô cùng khó khăn và có nguy cơ tử vong cao. Vì thế, người dân nên chủ động phòng chống bệnh Whitmore bằng cách ăn chính uống nước đun sôi để nguội đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không giết mổ ăn thịt động vật gia súc gia cầm bị bệnh hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đất nước bẩn ở những nơi ô nhiễm nặng khi cần tiếp xúc cần sử dụng đồ bảo hộ ví dụ găng tay ủng không nên tắm gội bơi ngụp lặn ở các ao hồ sông suối tại gần nơi bị ô nhiễm trong bối cảnh toàn cầu ghi nhận hơn 1.000 ca mắc đậu mùa khỉ Mới đây, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ CDC đã quyết định nâng mức cảnh báo đối với đợt dịch bùng phát này. Theo CDC, 1.019 trường hợp đã được xác nhận và nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được báo cáo ở 29 quốc gia ngoài vùng lưu hành thường xuyên của virus. Vương quốc Anh đã báo cáo nhiều trường hợp nhất cho đến nay, 302 ca. Tiếp theo là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Canada và Đức, con số thống kê được tính đến hết ngày 6 tháng 6. CDC khuyến cáo khách du lịch quốc tế thực hành các biện pháp phòng ngừa nâng cao để tránh mắc và lây lan căn bệnh virus hiếm gặp. Sau những lời cảnh báo từ châu Âu về sự chủ quan khi coi đậu mùa khỉ như một căn bệnh lây lan qua đường tình dục trong một cộng đồng nhất định, CDC khẳng định có rất nhiều đường lây khác cần chú ý. Cơ quan này khuyên mọi người nên tránh tiếp xúc gần với những người có dấu hiệu bệnh, bao gồm cả những người bị phát ban lại trên da hoặc bộ phận sinh dục của họ, cũng như tránh tiếp xúc với động vật hoang dã đã chết hoặc còn sống, đặc biệt là các loài gặm nhấm chẳng hạn như chuột và sóc và các loài linh trưởng không phải người, ví dụ như khỉ và vượn. Tại châu Phi, vùng lưu hành thường xuyên của đậu mùa khỉ, các ca bệnh hầu hết xảy ra do sự tiếp xúc với thú rừng. Người dân cũng được khuyên tránh tiếp xúc với các vật dụng liên quan đến người bệnh, chẳng hạn như quần áo và giường ngủ, hoặc các vật dụng có khả năng mang mầm bệnh từ động vật, đồng thời tránh tiêu thụ hoặc chế biến thịt từ động vật hoang dã. CDC nhấn mạnh, nếu bạn bị ốm và có thể mắc bệnh đậu mùa khỉ, hãy hoãn việc đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng cho đến khi bạn được chuyên gia chăm sóc sức khỏe hoặc các quan chức y tế công cộng xác nhận. Theo CDC, nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ trên nói chung vẫn thấp đối với công chúng, nhưng mọi người nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức nếu họ phát triển các nốt ban trên da mới, không rõ nguyên nhân ở bất kỳ đâu trên cơ thể. Trong bệnh đậu mùa khỉ, những sang thương da thường tiến triển qua nhiều giai đoạn ban đầu trông giống như những mảng da đổi màu sau đó nổi lên những nốt mụn nước và cuối cùng là những mụn lớn chứa đầy mũ những tổn thương này cuối cùng đóng vẩy và bong ra các triệu chứng khác của bệnh đậu mùa khỉ bao gồm sốt ớn lạnh nhức đầu đau cơ và sưng hạch bạch huyết nếu bạn cho rằng mình có các triệu chứng hoặc từng tiếp xúc gần với người bị bệnh đậu mùa khỉ, hãy liên hệ với nhân viên y tế để được tư vấn xét nghiệm và chăm sóc y tế. Nếu có thể, hãy tự cô lập và tránh tiếp xúc gần với những người khác. Vệ sinh tay thường xuyên và thực hiện các bước nêu trên để bảo vệ người khác khỏi bị nhiễm bệnh. Hãy đeo khẩu trang, đeo khẩu trang có thể giúp bạn khỏi nhiều bệnh bao gồm cả đậu mùa khỉ. Đó là khuyến nghị của Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ CDC sau khi phát hiện đậu mùa khỉ có thể lây truyền qua giọt bắn siêu nhỏ giống như COVID-19. Một sự thay đổi đột ngột trong hướng dẫn của Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ CDC đưa ra hiện tượng ít được biết đến. Đôi khi đậu mùa khỉ có thể lây truyền qua aerosol, giọt bắn siêu nhỏ giống như COVID-19. CDC khuyến nghị hãy đeo khẩu trang. Đeo khẩu trang có thể giúp bảo vệ bạn khỏi nhiều bệnh, bao gồm các bệnh đậu mùa khỉ. Tối muộn mùng 6 tháng 6, đề xuất đó đã bị xóa. CDC giải thích, Chúng tôi loại bỏ khuyến nghị đeo khẩu trang khỏi thông báo phòng tránh đậu mùa khỉ vì gây ra sự nhầm lẫn. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn nói rằng ở các quốc gia đang lây lan đậu mùa khỉ, những người tiếp xúc với bệnh nhân và nhân viên chăm sóc sức khỏe nên cân nhắc việc đeo khẩu trang, hướng dẫn đó cũng áp dụng cho những người có thể tiếp xúc gần với bệnh nhân. Diễn biến trên đã đặt ra một khía cạnh ít được thảo luận của đợt bùng phát đậu mùa khỉ hiện nay, virus có thể lây nhiễm trong không khí ít nhất trong khoảng cách ngắn, trong khi các chuyên gia cho biết lây truyền qua không khí chỉ là một phần nhỏ trong sự lây lan tổng thể, không có ước tính chắc chắn về tỷ lệ. Trong các đợt bùng phát trước đây, phần lớn các ca mắc mới đã tiếp xúc gần với bệnh nhân hoặc động vật nhiễm bệnh, nhưng trong một số trường hợp lây truyền qua không khí là cách giải thích duy nhất. Đậu mùa khỉ được cho là có đặc điểm giống với đậu mùa. Trong đánh giá về sự lây truyền của bệnh đậu mùa, tiến sĩ Donald Milton, Đại học Maryland, Mỹ đã mô tả một số trường hợp lây truyền qua đường không khí. Tiến sĩ Milton cho rằng đó là lời giải thích hợp lý duy nhất trong đợt bùng phát bệnh đậu mùa ở New York, Mỹ vào năm 1947, khi ca mắc mới ở các bệnh nhân đầu tiên 7 tầng. Năm 1970, một trường hợp đã lây nhiễm cho nhiều người khác trên 3 tầng của một bệnh viện Mestet của Đức, nhờ sự hỗ trợ của luồng không khí trong tòa nhà. Nhà virus học Mark Chanberg viện quốc gia về dị ứng và bệnh truyền nhiễm cho biết hầu hết mọi người nghĩ rằng bệnh đậu mùa thường lây truyền qua các giọt bắn lớn nhưng vẫn có khả năng truyền qua aerosol tiến sĩ milton cảnh báo việc lập kế hoạch phòng ngừa nguy cơ lây truyền bệnh đậu mùa khỉ trong không khí đặc biệt quan trọng trong các bệnh viện khi dịch đậu mùa khỉ tiếp tục bùng phát nhiều bệnh nhân đang cách ly tại nhà do các triệu chứng nhẹ các thành viên trong gia đình có thể cần xem xét khả năng lây truyền qua đường không khí vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp về bệnh đậu mùa khỉ bao gồm cả tại sao đợt bùng phát hiện nay chỉ gây ra các ca bệnh nhẹ giới khoa học không biết con người có thể truyền virus khi không có triệu chứng hay không virus đã lưu hành trong cộng đồng bao lâu và liệu lây truyền trong tinh dịch hoặc dịch tiết âm đạo hay không Nối tiếp bản tin sẽ là những tin tức xã hội trong nước. Thưa quý vị, một vụ hỏa hoạn vừa mới xảy ra lúc dạng sáng nay tại Hà Nội khi nhiều người vẫn đang say giấc, không nghe thấy chuông báo cháy. Lực lượng bảo vệ đã phải đi gọi cửa từng nhà để sơ tán người dân. Hàng trăm người hoảng hốt chạy xuống sân, nhiều người còn không kịp mang theo cả ba lô và vali. Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 8 tháng 6, tủ điện ở tầng 7 chung cư CT6 Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội bốc cháy, khiến khói tỏa lên nhiều tầng. Do hỏa hoạn xảy ra trong đêm, khi nhiều người đang ngủ say không nghe thấy chuông báo, nên lực lượng bảo vệ đã phải đi gọi cửa từng nhà, sơ tán người dân, hàng trăm người hốt hoảng chạy xuống sân. Nhận được tin báo cháy, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động 5 xe chữa cháy của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an quận Hà Đông và đội chữa cháy khu vực 4 đến hiện trường. Sau ít phút, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy tại tủ điện bên trong buồng kỹ thuật tầng 7 của chung cư. Tuy nhiên, khói độc từ đám cháy tiếp tục lan rộng ra các tầng, buộc lính cứu hỏa phải phá cửa kính hành lang để thoát khói. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song tủ điện trong buồng kỹ thuật tầng 7 bị cháy đen. Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo. Mới đây, dư luận không khỏi xôn xao về vụ cụ bà người Raglai tử vong sau hơn 15 ngày mất tích khi đi lễ cúng trong rừng sâu vị trí phát hiện nơi cụ mất tích khoảng 10 km cách bìa rừng khoảng 3 km tại địa bàn xã Mỹ Thạnh. Sáng mùng 8 tháng 6, Công an huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện cụ bà người Rắc Lai sau hơn 15 ngày mất tích đi lễ cúng trong rừng sâu. Vào chiều mùng 7 tháng 6, một số người dân xã Mỹ Thạnh huyện Hàm Thuận Nam đi rừng và phát hiện một cụ bà trong tình trạng đang phân hủy nên trình báo cơ quan chức năng địa phương. Thi thể được xác định là bà Thị Sinh, 71 tuổi, người dân tộc Rắc Lai, trú xã Đức Bình, huyện Tánh Linh, Bình Thuận, mất tích hơn nửa tháng trước. Vị trí phát hiện cách nơi của mất tích khoảng 10 km, cách bìa rừng khoảng 3 km tại địa bàn xã Mỹ Thạnh. Trước đó, ngày 20 tháng 5, Cụ xin đi theo đoàn khoảng 50 người cùng là đồng bào dân tộc Rắc Lai mang lễ vật đi vào rừng sâu để cúng mộ ông bà tổ tiên theo tục lệ tâm linh. Khu vực đoàn này dừng chân cách tại trạm quản lý rừng cầu treo 2 km thuộc tiểu khu 267, huyện Hàm Thuận Nam. Sau khi thực hiện xong lễ cúng, đoàn trở về và phát hiện không có mặt cụ xin nên trình báo cơ quan chức năng địa phương, đồng thời tổ chức tìm kiếm. Sau đó chính quyền địa phương phát đi thông báo tìm cụ xin và cùng một số đơn vị người dân đi vào rừng tìm kiếm. Do gặp thời tiết xấu nên công tác tìm kiếm phải tạm ngưng. Những thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh, mong quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Vừa qua trên quốc lộ 10, đoạn qua khu phố 3, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm giữa ô tô con với xe container. Thời điểm trên, xe container đang rẽ vào bãi thì chiếc xe con lưu thông do không kịp xử lý đã tông vào thân xe, hậu quả là hai người tử vong, hai người bị thương. Sáng mùng 8 tháng 6, trao đổi với báo chí, Đại tá Trần Quang Thành, trưởng công an huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình cho biết, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày mùng 7 tháng 6 tại quốc lộ 10 qua địa bàn xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, khiến 4 người thương vong. Cụ thể, xe container biển số 15C-14008 đang lưu thông trên đường thì rẽ trái vào bẫy. Cùng thời điểm này, xe ô tô 4 chỗ biển số 17A-23412 đi cùng chiều đã không kịp xử lý tình huống nên xảy ra va chạm. Hậu quả chiếc ô tô bị kẹt cứng trong gầm xe container. Trên xe ô tô lúc này có bốn người, cú va chạm khiến hai người tử vong tại chỗ, hai người bị thương nặng. Đại tá Trần Quang Thành cho biết thêm hiện hai người bị thương đã được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an huyện Quỳnh Phụ đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng cứu hộ cứu nạn, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và xác định danh tính của những người có liên quan. Cuối bản tin sẽ là một số thông tin về tình hình thời tiết trong nước. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội ngày 9 tháng 6 tiếp tục có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, mưa rông tập trung vào chiều tối và đêm. Sáng và chiều ngày 9 tháng 6, thời tiết khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và mưa rông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Nhiệt độ ban ngày phổ biến từ 32 đến 33 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 77 đến 82%, hướng gió đông đến nam đông nam, vận tốc 2 đến 13 km một giờ. Giữa trưa chỉ số UV đạt ở mức độ 3, tuy nguy cơ gây hại trung bình, nhưng người dân vẫn nên ở dưới bóng mát thời gian ban trưa, che chắn khi ra ngoài, bôi kem chống nắng và đeo kính râm khi có nắng gắt. Đến tối và đêm, trời tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, Nhiệt độ ban đêm 26 độ, độ ẩm trung bình ở mức 91 đến 96%, hướng gió nam đông nam đến đông đông nam, vận tốc 2 đến 13 km/h. Dự báo vùng núi Trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 110 mm, có nơi trên 140 mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm. Đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11 tháng 6 đến 12 tháng 6. Mưa lớn tập trung ở vùng núi và trung du Bắc Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp thưa quý vị đề phòng mưa rông thất thường mỗi khi ra ngoài người dân nên để ý mang theo ô dù hoặc áo mưa ngoài ra thì quý vị cũng nên theo dõi cập nhật thường xuyên thông tin thời tiết cũng như những cảnh báo trên các phương tiện truyền thông để bảo vệ sức khỏe và an toàn của bản thân và gia đình những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt